Mê ca hát từ khi còn là học sinh tiểu học. Từ đó đến nay, Vũ Minh Trang đã tham gia rất nhiều các hoạt động ca hát tại trường. Trải qua 4 năm học trung cấp thanh nhạc, rồi 4 năm đại học, Trang đã tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội năm 2011. Hiện Vũ Minh Trang đang làm việc tại Đoàn ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, cũng như thường biểu diễn tại một số các phòng trà ca nhạc. Nếu em là chú đơn tình của anh vừa xa, biết đâu người sẽ không thể cứ vô tình quên. Tình đêm sau tuổi xuân không còn mấy, tình yêu như vô của thí sinh Vũ Minh Trang mã số 05 với một ca khúc nhạc trẻ sáng tác Hà Dũng, Vô Tình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến đánh giá từ phía ban giám khảo. Xin mời. Chào em.
chào Trang. Đầu tiên chị muốn hỏi Trang là Trang định xử lý cái bài hát này theo phong cách rock hay là dance hay là pop? Dạ, em định xử lý bài hát này theo phong cách dance ạ. Dance. Nhưng mà chị lại nghe nó có một chút rock ở trong đó. Mà nếu như mà xử lý nhạc dance thế này thì theo chị thì bài hát này chuyển em phối khí theo nhạc dance thì không phù hợp. Thứ nhất là cái giai điệu của nó rất là không phù hợp với nhạc dance. Không phải là thể loại nhạc nào mình cũng có thể phối khí theo. Ví dụ đây là một bài hát pop mà em muốn nó theo thể loại nhạc dance mà em cũng có thể làm được điều đó, bởi vì nó không hiệu quả. Đối với chị thì hôm nay riêng cái bài Vô Tình mà em chuyển thành nhạc dance thì không hiệu quả. Đầu tiên mở đầu khi mà em cất cái tiếng hát của em lên, chị lại tưởng em hát rock. Nhưng mà lúc sau thấy dancer ra và cuối cùng là em lại thành dance. Đấy, cho nên chị mới hỏi là chị đang phân vân lẫn lộn giữa hai thể loại. Ở đây thì chị vẫn nghe thấy tiếng guitar lead và có một số đoạn em xử lý rất là rock, nó không mang tính chất dance. Thế cho nên là khi mà ý chị muốn nhấn mạnh ở đây là gì? Là khi mình đã làm thể loại nhạc nào thì mình làm cho nó đúng cái chất của thể loại nhạc đó. Tuy nhiên hôm nay thì em ngoài những cái chỗ mà em mải nhảy và em vào nó hơi bị trượt một chút, thì chị thấy là cái hơi thở của em hôm nay tuy nhảy nhiều nhưng mà em vẫn rất là chắc chắn. Nhưng mà bài này thì chị chỉ thấy em nhảy rất là nhiều, hơi nhiều quá so với phần hát. Đấy là cái cảm nghĩ của chị. Chào bạn. Tức là chúc mừng bạn đã thể hiện thành công cái bài hát này. Trong khi mà tôi theo dõi suốt một quá trình diễn của bạn thì có một điều tôi nhận thấy, tức là cái sự lựa chọn bài của bạn khá là khác nhau. Tức là nó không được thống nhất từ đầu đến cuối. Và trong hai lần trước, trong hai lần thi trước thì tôi nghĩ rằng bạn hát khá là thành công. Nhưng mà thật là tiếc ở trong lần này thì tôi cảm giác như là bạn hơi bị căng thẳng hoặc là không đủ thể lực để thực hiện một cách tốt nhất cái bài này. Cảm ơn. Cảm ơn ban giám khảo. Và bây giờ là điểm số cho phần dự thi vừa rồi của thí sinh Vũ Minh Trang, mã số 05. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, 19. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy, 19,10. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam, 19,30. Và nhạc sĩ Việt Anh, 19,20. Và kính thưa quý vị, chúng ta hãy cùng bình chọn cho Vũ Minh Trang bằng cách soạn tin nhắn THTH khoảng cách 05 và gửi đến tổng đài 8483.